Xin kính mời quý hội thánh chúng ta đồng đứng lên. Chúng ta cùng đọc câu gốc trong buổi sáng hôm nay. Câu gốc trong buổi sáng hôm nay được chép ở trong Hebrew đoạn 10, câu 38 và câu số 39. Xin chúng ta cùng đọc với nhau hai lần, và lần thứ hai chúng ta sẽ đọc địa chỉ. Xin chúng ta cùng khởi sự. Người công bình của ta sẽ cày đức tin mà sống, nhưng nếu lui đi thì linh hồn ta chẳng lấy làm đẹp chút nào. Về phần chúng ta, nào phải là kẻ lui đi cho hư mất đâu, bèn là kẻ giữ đức tin cho linh hồn được cứu rỗi. Người công bình của ta sẽ cày đức tin mà sống, nhưng nếu lui đi thì linh hồn ta chẳng lấy làm đẹp chút nào. Về phần chúng ta, nào phải là kẻ lui đi cho hư mất đâu, bèn là kẻ giữ đức tin cho linh hồn được cứu rỗi. Hebrew đoạn 10, câu 38 và câu 39. Thì giờ này, Hội Thánh Chúa sẽ được nghe sứ điệp qua lời của Chúa. Xin kính mời Mục sư Quản nhiệm. Xin kính mời quý Hội Thánh chúng ta đồng ngồi. Trân trọng kính chào quý cô con hiệu dấu của Chúa. Chúng ta rất đau xót vì hôm nay là Thánh Nhật, nhưng chúng ta không được tề tựu một cách đông đủ nơi đền thánh của Chúa để thờ phượng Ngài như bình thường. Nhưng mỗi một người trong chúng ta trong giờ này hãy vững lòng đặt đức tin nơi Chúa, yêu cầu cùng Ngài để Chúa bảo vệ chúng ta khỏi mọi tai vạ, khỏi dịch bệnh. Chúa sẽ cho cơn đại dịch này sớm qua đi để chúng ta có thể cùng nhau đến đền thánh của Chúa thờ phượng Ngài. Nguyện Chúa ở cùng ban phước trên toàn thể chúng ta trong sự thờ phượng Chúa trong buổi sáng hôm nay. Chúng ta đã thờ phượng Chúa bằng cách chúng ta dâng lời ca tiếng hát để chúc tụng danh thánh của Ngài, là danh vẫn trỗi cao hơn những lời chúc tụng và ca ngợi của loài người chúng ta. Và chúng ta cũng đã thờ phượng Chúa bằng cách chúng ta dâng hiến tài chính để góp phần trong việc gây dựng và phát triển Hội Thánh của Chúa. Và giờ phút trọng thể này, chúng ta tiếp tục thờ phượng Chúa bằng cách chúng ta lắng nghe lời hằng sống của Ngài trong Thánh Kinh, để đời sống tâm linh của chúng ta được nuôi dưỡng, lớn mạnh trong đức tin mỗi ngày, để chúng ta có thể sống đạo và làm vinh danh của Chúa. Kính thưa Hội Thánh, sáng hôm nay tôi sẽ công bố lời của Chúa cho Hội Thánh với đề mục là giữ vững đức tin. Căn cứ trên phân đoạn Kinh Thánh thơ Hebrew chương thứ 10, câu 32 đến câu 39. Và câu gốc đó là trong Hebrew chương thứ 10, câu 38 và câu 39, là câu Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc chung với nhau. Người công chính sẽ sống bởi đức tin. Nếu ta thối lui, Chúa chẳng hài lòng. Nhưng ta chẳng bao giờ thối lui bỏ cuộc để rồi bị hủy diệt. Trái lại, ta giữ vững đức tin để linh hồn được cứu rỗi. Kính thưa quý tô con yêu dấu của Chúa, thơ Hebrew được viết vào khoảng năm 60 đến năm 70 sau Chúa. Và tác giả thơ Hebrew đã viết cho những cơ đốc nhân người Do Thái nói tiếng Aram. Những cơ đốc nhân người Do Thái đang phải đối diện với những cám dỗ rất lớn. Họ trở nên lười biếng, trễ nải, theo như Hebrew chương 6 câu 12. Họ bắt đầu mỏi mệt sờn lòng, như Hebrew chương 13, 12 câu thứ 3. Lòng hăng hái ban đầu của họ bắt đầu nguội lạnh. Họ chưa trưởng thành trong đức tin. Một số người trong họ bỏ sự nhóm lại, như Hebrew chương 10, câu 25. Họ chống đối với những người lãnh đạo cơ đốc của chính mình. Thậm chí một số người trong vòng họ hoàn toàn từ bỏ đức tin. Và mục đích mà tác giả Hebrew đã gửi bức thư Hebrew đến cho các tín hữu người Do Thái là để nhắc nhở cho họ
Sự cứu rỗi và sự sống đời đời chỉ có qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Mọi phước hạnh được dành sẵn cho họ ở trong Đấng Christ qua đức tin. Và để được vào nước trời, tín hữu phải chịu hoạn nạn, thậm chí như Đấng Christ. Và cuối cùng tác giả thư tín Hebrew cũng cảnh cáo những cơ đốc nhân, người Do Thái, nếu họ chối bỏ đức tin trong Đấng Christ thì sẽ bị đón phạt kinh khiếp của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ giáng trên họ. Kính thưa quý tô con yêu dấu của Chúa, cũng như cơ đốc nhân người Do Thái ngày xưa, cơ đốc nhân ngày nay cũng phải đối diện với rất là nhiều sự cám dỗ và thách thức rất lớn. Nào là những tà giáo vây quanh, làm lung lạc đức tin của những người yếu đuối, không hiểu biết tường tận về Chúa Cứu Thế. Rồi sự bắt bớ, những hoạn nạn, bệnh tật, dịch bệnh ở trong đời sống dễ làm cho chúng ta thối chí nản lòng, chối bỏ đức tin. Vì vậy, giữ vững đức tin là điều vô cùng quan trọng trong đời sống cơ đốc nhân. Vì vậy, sáng hôm nay tôi muốn quý ông bà anh chị em chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua đề tài này, để ai nấy trong chúng ta được vững vàng, giữ vững đức tin của mình cho đến cuối cùng để được phước của Chúa. Tôi xin trình bày cho hội thánh qua ba phần lớn. Thứ nhất, nói về lẽ cần phải giữ vững đức tin. Và phần thứ hai, tôi nói về bí quyết để giữ vững đức tin. Và phần cuối cùng đó là phước hạnh cho người giữ vững đức tin. Bây giờ chúng ta sẽ lướt qua phần thứ nhất để chúng ta cùng học hỏi lời của Chúa trong buổi sáng Chủ nhật hôm nay. Lẽ cần phải giữ vững đức tin. Tại sao chúng ta là những cơ đốc nhân phải giữ vững đức tin? Bởi vì chúng ta đang sống trong thời kỳ sàn sải. Trong Luca chương 22 câu 31, lời Chúa Giê-xu phán với Phi-e-rơ: Hỡi Phi-e-rơ, quỷ Sa-tan đòi sàn sải ngươi như lúa mì, song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Vậy đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình. Chúa Giê-xu đã phán với sứ đồ Phi-e-rơ: Hỡi Si-môn, Si-môn, nay quỷ Sa-tan đã đòi sàn sải ngươi như lúa mì. Ma quỷ sàn sải mỗi một người trong chúng ta, nhưng nó đã đòi sàn sải sứ đồ Phi-e-rơ như lúa mì. Và chính Chúa Giê-xu Ngài nói rằng: Song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Ngày nay chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà những cơ đốc nhân khắp nơi trên thế giới này, cũng như tại đất nước Việt Nam của chúng ta, bị sàn sải, và mong rằng ai nấy trong chúng ta sẽ đứng vững trong đức tin của mình. Cảm ơn Chúa, Ngài cầu nguyện cho mỗi một người trong chúng ta, cũng như Ngài cầu nguyện cho sứ đồ Phi-e-rơ, để ông không phải bị lọt xuống dưới cái sàn mà quỷ Sa-tan đòi sàn sải ông như lúa mì, để ông có thể đứng vững được trong đức tin trên bước đường theo Chúa của mình. Và lẽ cần phải giữ vững đức tin thứ hai đó là vì chúng ta đang sống trong thời kỳ sao rốt. Tác giả Thê-rơ đã nói với các tín hữu người Hebrơ trong Hebrơ chương thứ 10 câu số 37: Còn ít lâu, thật ít lâu nữa thì đấng đến sẽ đến, Ngài không chậm trễ đâu. Chúng ta đang sống trong những ngày sau rốt của thế giới này. Với những điều đã xảy ra trên thế giới này, cho chúng ta biết rằng Ngài Chúa Cứu Thế Giê-xu hồi lai đã gần. Như lời tác giả Thê-rơ đã viết ở trong câu 37 của đoạn 10:
Còn ít lâu, thật ít lâu nữa, thì đấng đến sẽ đến, Ngài không chậm trễ đâu. Thật đúng như vậy, nhìn vào thế giới ngày hôm nay, với những điều đã xảy ra, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Ngài quang lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu hầu gần. Ở trong Ti-mô-thê thứ nhì, chương 3, từ câu 1 cho đến câu thứ 5, Sứ đồ Phao-lô đã viết cho Ti-mô-thê: hãy biết rằng trong những ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn, vì người ta đều tư kỷ, thêm tiền, khoe khoang, sắc sửa, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội đạo, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thiền phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân đức nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó, những kẻ thể ấy con hãy lánh xa đi. Ở trong Ti-mô-thê thứ nhì đoạn 3, từ câu 1 cho đến câu thứ 5, Sứ đồ Phao-lô đã liệt kê ra 19 đặc điểm của Ngài sau rốt. Và nếu nhìn vào thế giới ngày hôm nay thì chúng ta thấy những điều đó thật sự rõ ràng. Và Sứ đồ Phao-lô cho biết rằng đây là cái thời kỳ sau rốt. Tấm lòng của con người là như thế. Rồi lời của Chúa cũng cho mỗi người trong chúng ta biết ở trong Ma-thi-ơ đoạn thứ 24 câu 12-13: lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần, nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Với những tội lỗi tràn lan khắp nơi trên thế giới này, đó là dấu hiệu cho chúng ta biết ngày của Chúa Giê-xu đã gần. Cho nên chúng ta cần thiết phải giữ vững đức tin để chúng ta có thể hưởng được phước hạnh mà Chúa ban cho chúng ta là người tin thờ Chúa. Và lẽ cần phải giữ vững đức tin thứ ba ở đây, đó là vì ma quỷ luôn tìm cách tấn công chúng ta. Lời của Đức Chúa Trời ở trong Phi-e-rơ thứ nhất, chương thứ 5, câu 8, câu 9. Phi-e-rơ thứ nhất, chương thứ 5, câu 8, câu 9. Sứ đồ Phi-e-rơ đã nhắc nhở các tín hữu trong hội thánh đầu tiên như thế này: hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. Kẻ thù nghịch của Đức Chúa Trời, kẻ thù nghịch của các cơ đốc nhân, đó là ma quỷ. Và Sứ đồ Phi-e-rơ mô tả ma quỷ như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được thì nó nuốt. Vì vậy cho nên là cơ đốc nhân, để có thể đứng vững trên đức tin, trên bước đường theo Chúa, mỗi một người trong chúng ta hãy nhờ ơn sức của Chúa đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. Đó là lẽ cần mà mỗi cơ đốc nhân trên thế giới này, mỗi con dân yêu dấu của Chúa, chúng ta cần phải giữ vững đức tin. Phần thứ hai mà chúng ta cùng học Chúa, lời Chúa ở đây, đó là bí quyết để giữ vững đức tin. Làm sao tôi và quý ông bà anh chị em, con dân yêu dấu của Chúa, có thể giữ vững đức tin? Lời Chúa dạy cho chúng ta biết được cái bí quyết hầu cho chúng ta có thể giữ vững đức tin. Thứ nhất, đó là sống trong mối tương giao thường xuyên với Chúa mỗi ngày qua sự cầu nguyện.
sứ đồ Phi-e-rơ và các sứ đồ khác cùng các môn đệ của Chúa, họ đã thất bại trên bước đường theo Chúa, bởi vì họ đã không tỉnh thức cầu nguyện như lời Chúa đã cảnh báo họ. Trong Ma-thi-ơ chương 26 câu 41, Chúa Giê-xu đã cảnh báo sứ đồ Phi-e-rơ cùng các sứ đồ khác và môn đồ của Ngài: hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. Trong giây phút quan trọng của cuộc đời theo Chúa của họ, thay vì lưu ý lời dạy dỗ của Chúa, lời cảnh báo của Ngài, nhưng Phi-e-rơ và các sứ đồ cùng các môn đồ, họ đã không chú ý đến lời cảnh báo của Chúa. Lẽ là trong giây phút, trong cuộc đời theo Chúa của mình, trong giai đoạn quan trọng trong đời sống theo Chúa, họ đã lơ đễnh trong sự cầu nguyện. Vì vậy cho nên cuối cùng chúng ta thấy sứ đồ Phi-e-rơ đã chối Chúa, các môn đồ của Chúa theo Chúa xa xa, họ không theo Chúa cho đến cùng. Đó là điều rất đáng buồn. Chúa Giê-xu Ngài đã đắc thắng, và Chúa Giê-xu hoàn tất được mục đích, chương trình mà Đức Chúa Cha đã sai phái Ngài đến thế gian này. Bởi vì Chúa Giê-xu Ngài luôn giữ mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Cha. Không giây phút nào trong đời sống tại thế của Chúa Giê-xu mà Ngài không có mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Cha. Ngài cầu nguyện luôn luôn, cầu nguyện mỗi sáng sớm, cầu nguyện vào mỗi tối. Có những lúc Chúa cầu nguyện thâu đêm, Ngài kiêng ăn và cầu nguyện. Vì vậy Chúa Giê-xu Ngài đã hoàn tất được mục đích và sứ mạng mà Đức Chúa Cha đã sai phái Ngài đến thế gian này. Ngày nay chúng ta đang sống trong thời đại sau rốt, với bao nhiêu điều đã xảy ra trên thế giới này. Và điều để chúng ta có thể giữ vững được đức tin của mình, quý con cái của Chúa phải luôn luôn giữ mối tương giao mật thiết với Chúa. Mỗi tín hữu trong hội thánh giữ lời cầu nguyện và cầu nguyện nhiều hơn, nhất là chúng ta đang sống giữa đại dịch Corona đầy nguy hiểm diễn ra tràn lan khắp nơi trên thế giới này. Để có thể được bình an giữa hoạn nạn này, chúng ta cần giữ sự cầu nguyện với Chúa, giữ mối tương giao mật thiết với Chúa thường xuyên, để chúng ta có thể được đứng vững trước những sự thử thách trong cuộc đời theo Chúa của mỗi một người trong chúng ta. Và bí quyết thứ hai ở đây, đó là phải luôn tin cậy và vâng lời Chúa. Adam và Eva đã thất bại và sa ngã bởi vì không tin cậy và vâng theo lời của Chúa phán dạy. Lời của Chúa đã phán dạy cho họ một cách rất là rõ ràng: các ngươi được phép ăn tất cả các cây trong vườn, nhưng về phần cây biết điều thiện và điều ác, các ngươi chẳng nên ăn đến, vì một mai khi ngươi ăn đến chắc sẽ chết. Nhưng khi ma quỷ cám dỗ, nó nói rằng hai ngươi chẳng chết đâu, vì khi ngươi ăn trái cây đó, mắt mình sẽ mở ra và sẽ được trở nên như các thần. Vì vậy họ đã nghi ngờ lời của Chúa và nghe theo lời ma quỷ, rồi chuốc lấy thảm họa cho cuộc đời của chính mình và cho cả nhân loại khắp nơi trên thế giới trải qua mọi thời đại cho đến ngày hôm nay. Dân Israel cũng đã thất bại bởi vì họ không tin cậy và vâng lời của Chúa, cho nên họ đã phải ngã chết nơi đồng vắng, không được bước vào nơi xứ đượm sữa và mật mà Ngài đã thề hứa ban cho tổ phụ của họ là Abraham, Isaac và Jacob. Những người không tin cậy Chúa, không vâng lời Chúa, phải bị ngã chết ở trong đồng vắng, không được hưởng lời hứa mà Chúa đã hứa cho mình. Vua Giô-sa-phát và dân Giu-đa
đã đắc thắng đạo quân đông đảo của dân Moab và dân Ammon và người Maonit, bởi vì biết tin cậy vào Chúa và vâng lời Chúa. Vua Giô-sa-phát đã kêu gọi người Giu-đa và dân cư thành Jerusalem trong Sử ký thứ nhì chương 20 câu 20: khá tin cậy Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời các ngươi, thì các ngươi sẽ vững chắc. Hãy tin các đấng tiên tri Ngài, thì các ngươi sẽ được may mắn. Và Chúa đã ban ơn cho vua Giô-sa-phát và dân Giu-đa đã đắc thắng đạo quân đông đảo của dân Mô-áp, Am-môn và người Mao-nít, bởi vì họ biết ngửa trong nơi Chúa, họ biết tin cậy Chúa, họ biết vâng lời Chúa, và Đức Chúa Trời đã ban cho họ một chiến thắng đối với dân Mô-áp, Am-môn và người Mao-nít. Lời Chúa trong Ê-sai chương 26 câu 3 và câu thứ 4: người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn. Vì người nhờ cậy Ngài, hãy nhờ cậy Đức Giê-hô-va đời đời. Vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va là vần đá của mọi thời đại. Bản dịch hiện đại dịch Ê-sai 26 câu 3 và câu 4 như thế này: Chúa bảo vệ an bình toàn vẹn cho người tin cậy Ngài, cho những ai giữ tâm trí kiên định nơi Ngài. Hãy tin cậy Chúa hằng hữu mãi mãi, vì Đức Chúa Trời hằng hữu là vần đá vĩnh hằng. Xin Chúa giúp cho tôi cùng quý tôi con yêu dấu của Chúa, ai nấy trong chúng ta hết lòng tin cậy và vâng lời Chúa, để chúng ta hưởng được phước của Ngài ban cho những người tin cậy và vâng lời Ngài. Và Kinh Thánh có nhiều nơi, nhiều chỗ Kinh Thánh đã cho chúng ta biết bất cứ người nào nương cậy nơi Chúa thì những người đó sẽ hưởng được sự bình an của Chúa ban cho, nhất là giữa cơn đại dịch Corona đầy nguy hiểm này. Thi Thiên 91 là một thi thiên mà mỗi một người trong chúng ta thấy được cái lời hứa quý báu của Chúa cho những người tin cậy Chúa. Tôi xin đọc ở trong Thi Thiên 91 câu 1 cho đến câu thứ 10. Lời Chúa chép như thế này: người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là nơi nương náu tôi và đồng lũy tôi, cũng là Đức Chúa Trời tôi. Tôi tin cậy Ngài. Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim, khỏi dịch lệ độc hại. Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi, và dưới cánh Ngài ngươi sẽ được nương náu mình. Sự chân thật Ngài là cái khiên và cái can của ngươi. Ngươi sẽ chẳng sợ hoặc sự kinh khiếp ban đêm, hoặc tên bay ban ngày, hoặc dịch lệ lây ra trong tối tăm, hay là sự tàn diệt phá hoại đừng lúc đưa. Sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi và muôn người sa ngã bên hữu ngươi, song tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi. Ngươi chỉ lấy mắt mình nhìn xem và thấy sự báo trả cho kẻ ác, bởi vì ngươi đã nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu mình và Đấng Chí Cao làm nơi ở mình, nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi, cũng chẳng có ôn dịch nào tới gần trại ngươi. Đó là lời hứa quý báu của Chúa cho mỗi con dân yêu dấu của Ngài. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta tin cậy nơi lời hứa của Chúa, để ai nấy trong chúng ta hưởng được sự bình an, phước hạnh mà Ngài ban cho những người tin thờ Ngài. Đứng trước đại dịch Corona đầy nguy hiểm này, xin Chúa giúp cho quý con dân yêu dấu của Chúa luôn tin cậy Chúa, giữ vững đức tin của mình nơi lời hứa của Đấng thành tín, để chúng ta luôn được bình an. Lời Chúa của Thế Giê-xu đã phán trong Giăng chương 14 câu 1: lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Rồi Chúa Giê-xu Ngài cũng đã hứa ban sự bình an cho con dân của Ngài, những người tin thờ Ngài,
Trong Giăng chương 14 câu 27, Chúa Giêsu phán: Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an, chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Và Chúa Giêsu cũng phán trong Giăng đoạn 16 câu 33, Chúa phán rằng: Các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, vì ta đã thắng thế gian rồi. Đó là những lời hứa quý báu của Chúa. Và Ngài là Đấng thành tín, Ngài sẽ làm trọn những lời hứa của Ngài đối với những người có lòng tin cậy nơi Ngài. Vì vậy khi đứng trước đại dịch Corona đầy nguy hiểm tràn lan khắp nơi trên thế giới, những người không biết Chúa, họ hoang mang sợ hãi, hoảng loạn. Như chúng ta là những người có đức tin nơi Ngài, có lời của Ngài, chúng ta được bình an, không bối rối. Tất cả mọi người trong chúng ta tin cậy vào lời hứa quý báu của Chúa, thì Chúa sẽ làm thành lời hứa đó đối với mỗi một người trong chúng ta. Và điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ cho Hội Thánh của Chúa trong buổi sáng hôm nay: phước hạnh cho người giữ vững đức tin. Khi chúng ta giữ vững đức tin nơi Chúa thì chúng ta sẽ được phước gì? Lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta biết ở trong phần Kinh Thánh mà chúng ta học ở trong buổi sáng hôm nay, lời Chúa: Người công bình của ta sẽ cậy đức tin mà sống, nhưng nếu lui đi thì linh hồn ta chẳng lấy làm đẹp chút nào. Về phần chúng ta, nào phải là kẻ lui đi cho hư mất đâu, bèn là kẻ giữ đức tin cho linh hồn được rỗi. Phần thưởng cho người giữ vững đức tin đó là nhận được phần thưởng đức tin là sự cứu rỗi linh hồn. Lời Chúa trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 3 cho đến câu thứ 9 thì chép như thế này: Ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống, là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em, là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt. Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu, hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra. Ngài là Đấng anh em không thấy mà yêu mến. Dầu bây giờ anh em không thấy Ngài nhưng tin Ngài và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển, nhận được phần thưởng về đức tin anh em là sự cứu rỗi linh hồn mình. Khi một người giữ vững đức tin của mình nơi Chúa Giêsu, giữ vững đức tin của mình nơi lời hứa của Chúa, thì Ngài sẽ ban cho người đó phần thưởng đức tin, đó là sự cứu rỗi linh hồn mình. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta không lui đi trong đức tin. Chúng ta sống mỗi ngày bởi đức tin để chúng ta hưởng lấy lời hứa quý báu mà Ngài ban cho chúng ta. Cứ trung tín chăm xem Chúa Giêsu bước đi mỗi ngày, tin cậy Ngài thì chắc chắn chúng ta sẽ hưởng được phần thưởng đức tin là sự cứu rỗi của linh hồn mình. Và thứ hai đó là nhận được phần thưởng bội phần. Nhận được phần thưởng bội phần. Lời Chúa trong Gia-cơ chương thứ 5 câu 10 đến 11, tôi xin đọc để quý ông bà anh chị em con dân của Chúa được nghe. Gia-cơ đoạn thứ 5 câu 10 đến câu 11: Hỡi anh em, hãy lấy các đấng tiên tri đã nhân danh Chúa mà nói, làm mẫu mực về sự chịu khổ và nhịn nhục cho mình. Anh em biết rằng những kẻ nhịn nhục chịu khổ thì chúng ta xưng là có phước. Anh em đã nghe nói về sự nhịn nhục của Gióp và thấy cái kết cuộc mà Chúa ban cho người, vì Chúa đầy lòng thương xót
và nhân từ. Trong sự thử thách vô cùng trong đời sống của chính mình, Gióp đã giữ vững đức tin của mình nơi Chúa. Dầu là tài sản tiêu tan, con cái chết hết, thậm chí chính thân thể của Gióp phải bị một chính ung độc ngồi trong tro lấy miếng sành mà gãi, và đứng trước cái cảnh trạng đau đớn tột cùng đó, ngay bà vợ của Gióp cũng không có thể chịu nổi, nên đã nói với ông rằng: ủa, ông hãy còn bền đổ trong sự hoàn toàn mình sao? Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời và chết đi. Nhưng mà Gióp đã nói rằng: ngươi nói như một người đàn bà ngu muội. Ủa sao? Sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta lãnh lấy. Còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta lại chẳng lãnh lấy sao? Trong mọi việc đó, Gióp không phạm tội bởi môi miệng mình. Gióp chương 2, câu 9 và câu thứ 10. Gióp đã chịu thử thách một cách tột cùng, đau đớn. Nhưng Gióp luôn giữ vững đức tin mình nơi Chúa. Và ông đã nói rằng: nếu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài. Gióp chương 13, câu 15, phần A. Và đức tin của Gióp đã được ban thưởng. Đức Chúa Trời đã ban thưởng cho Gióp bội phần về con cái và của cải. Trong Gióp chương thứ nhất, câu thứ hai và câu thứ ba thì nói về tài sản của Gióp, phước hạnh mà Chúa ban cho Gióp trước khi thử thách. Người sanh được 7 con trai và 3 con gái, có 7.000 chiên, 3.000 lạc đà, 500 đôi bò, 500 lừa cái và tôi tớ rất nhiều. Người ấy lớn hơn hết trong cả dân Đông Phương. Và khi chịu thử thách, tất cả những tài sản, con cái đều mất đi. Nhưng sau khi đứng vững trong đức tin của mình, Đức Chúa Trời đã ban thưởng cho Gióp bội phần, được ghi chép ở trong Gióp chương 42 câu 12 cho đến câu thứ 13. Như vậy, Đức Chúa Trời ban phước cho buổi già của Gióp nhiều hơn lúc đang thì. Người được 14.000 chiên, 6.000 lạc đà, 1.000 đôi bò và 1.000 lừa cái. Người cũng có 7 con trai và 3 con gái. Thế thì Đức Chúa Trời đã ban phước cho ông con cái gấp đôi. 7 con trai, 3 con gái đã qua đời, hiện đang ở với Chúa. Và Chúa ban cho ông 7 con trai, 3 con gái nữa. Và tài sản thì gấp đôi. Đức Chúa Trời ban phước cho Gióp bởi vì Gióp đứng vững trong đức tin, dẫu hoạn nạn tột cùng nhưng không chối bỏ đức tin, trung tín theo Chúa. Dầu trong nghịch cảnh, thử thách, hoạn nạn, Gióp vẫn giữ vững đức tin của mình và được Chúa ban thưởng một cách bội phần. Xin Chúa giúp đỡ cho tôi và quý ông bà anh chị em, quý tôi con yêu dấu của Chúa, để đứng trước những nghịch cảnh của cuộc đời, những thử thách trong đời sống của chúng ta, nhất là đứng giữa đại dịch Corona tràn lan khắp mọi nơi trên thế giới này. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta không bối rối, hoang mang, hoảng loạn như những người không có đức tin nơi Chúa, nhưng chúng ta giữ vững đức tin mình nơi Ngài cho đến cuối cùng, để hưởng được phước hạnh mà Chúa ban cho mỗi người trong chúng ta. Lời Chúa chép: còn ít lâu, thật ít lâu nữa, thì đấng đến sẽ đến, Ngài không chậm trễ đâu. Người công bình của ta sẽ cậy đức tin mà sống, nhưng nếu lui đi, thì linh hồn ta chẳng đẹp lòng chút nào. Về phần chúng ta, nào phải là kẻ lui đi cho hư mất đâu, bèn là kẻ giữ vững đức tin cho linh hồn được cứu rỗi. Nguyện xin Chúa ban phước cho hội thánh của Chúa, để mỗi tôi con của Chúa luôn giữ vững đức tin của mình trong mọi hoàn cảnh, để chúng ta nhận được phần thưởng là sự cứu rỗi linh hồn mình, nhận được phần thưởng bội phần mà Ngài ban cho những người đặt lòng tin vững vàng nơi chính Chúa cứu thế Giêsu. Amen. Kính lạy Chúa của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì cuộc đời của chúng con có Chúa.
giữa những lúc nghịch cảnh khó khăn. Chúng con có được sự bình an bởi chính lời của Chúa dành cho cuộc đời của chúng con. Lạy Chúa của chúng con, chúng con biết chúng con đang sống những thời kỳ sâu rốt, những sự khó khăn đến với chúng con. Nhưng Chúa ơi, đây cũng là lúc mỗi tôi con của Chúa, mỗi đời sống của chúng con nhìn lại mối liên hệ của chúng con đối với Chúa. Đây là lúc mỗi chúng con sửa soạn, chuẩn bị chính mình để chúng con đón Chúa. Lạy Chúa của chúng con, xin cho chúng con giữa những lúc khó khăn này, chúng con vẫn cứ trung tín, giữ vững đức tin. Chúng con vẫn cứ trung tín trong mối tương giao với Chúa. Chúng con vẫn cứ trung tín trong việc biết, đọc và vâng theo lời của Chúa, để mỗi cuộc đời của chúng con được lời của Chúa hướng dẫn, để mỗi cuộc đời của chúng con được lời của Chúa cai trị trong đời sống và ban cho chúng con sự bình an thay vì hoảng loạn. Lạy Chúa của chúng con, chúng con ước ao rằng mỗi cuộc đời của chúng con sẽ vẫn cứ trung tín cho đến khi kết thúc cuộc đời của chúng con, hoặc khi Chúa trở lại, Ngài nhìn thấy mỗi cuộc đời của chúng con và Ngài khen cuộc đời của chúng con đã trung tín cho Chúa dù đối diện với những sự khó khăn, thử thách. Lạy Chúa, xin Chúa Ngài ban phước trên mục sư quản nhiệm của chúng con, ban phước trên tất cả các tôi tớ của Chúa ở khắp mọi nơi, ban phước trên tất cả các con dân của Chúa ở khắp mọi nơi, để chúng con trong hoàn cảnh này, chúng con vẫn cứ trung tín với Chúa, chúng con vẫn cứ hiệp với nhau để cùng thờ phượng Chúa dù bất cứ hình thức nào. Chúng con vẫn cứ sống một đời sống bày tỏ sự bình an khi có Chúa cai trị trong đời sống của chúng con. Lạy Chúa của chúng con, xin khất khỏi tấm lòng của chúng con sự bất an, nhưng thay vào đó là sự bình an được chính Chúa cai trị. Qua đó, chính cuộc đời của chúng con, những người chưa biết đến Chúa nhận thấy điều này, và họ sẽ cùng biết đến Chúa, ca ngợi Chúa và tin nhận Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa về lời Chúa dành cho chúng con buổi sáng hôm nay. Xin lời của Chúa tiếp tục ở trong tấm lòng của chúng con, cai trị chúng con và hướng dẫn cuộc đời của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con hiệp chung cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.